Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Hôm nay mình lại nhận sửa một cái bo máy giặt Electrolux của anh em thợ. Thì anh em thợ gửi đến và có nói rằng là cái máy này hiện tại thì nó đang bị mất nguồn. Đấy, anh em cũng biết là nó bị trễ IC nguồn. Và thậm chí là anh em đã thay cả con chở hạn dòng, chở cầu chì này. À, thay sẵn rồi. Đấy, IC thì nhấc ra ngoài như này rồi. Nhưng mà anh em không biết kiểm tra nên là sợ rằng là lắp IC mới vào nó lại nổ. Nên là anh em nhấc ra vẫn để nguyên chì đây. Hay nữa là đồng thời là anh em nói là cái máy này nó còn bị một cái bệnh nữa là bệnh lỗi E68. Sở dĩ mất nguồn mà lại biết được cái lỗi đấy là bởi vì anh em thợ này có nói rằng là ông chủ nhà này là đã sửa cái máy này lỗi đấy một lần rồi và ông chủ biết trách lỗi nhưng không biết sửa. Đấy, thế thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho anh em mà khi mà cái mạch máy giặt Electrolux như này nó bị hư hỏng cái khối nguồn thì làm thế nào để mà chúng ta không phải sợ khi đóng cái sinh nguồn mà sợ nó bị nổ, thì chúng ta cần phải kiểm tra những cái gì, những cái cơ bản gì ở đây chúng ta kiểm tra để khi chúng ta lắp IC nguồn mới vào chúng ta không sợ nó bị nổ. Đấy, như anh em thợ này anh em nhắc ở đây rồi đấy, thay cả IC chở rồi nhưng mà lại sợ không dám đóng IC vào sợ nó nổ vì không biết kiểm tra. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ kiểm tra những gì khi mà chúng ta sửa chữa cái bệnh nguồn mất nguồn của cái máy giặt này. Đồng thời là mình sẽ sau khi sửa được nguồn xong thì mình sẽ kết nối vào với cái bo hiển thị bo khiển của nó. Rồi mình sẽ kiểm tra xem là nó gì có đúng như anh thợ ấy nói là nó bị báo lỗi E68 không, ông chủ nói không, chủ máy nói luôn chứ không phải anh thợ. Bởi vì anh thợ đến là gì? Bị mất nguồn. Tại vì như các bạn thấy này, trước máy này ông chủ đã sửa một lần rồi, các bạn thợ trước người ta đã câu dây câu giếc như này rồi. Rồi sau đây mình sẽ nhấc ra khỏi cái hộp nhựa này của nó, chúng ta sẽ xem là nó như thế nào. Khách hàng bây giờ rất là siêu, biết kiểm tra cả mã lỗi nhưng mà lại không biết sửa rồi. Nếu mà biết sửa luôn thì chắc anh em ta cũng chết đói rồi. May mà ông không biết sửa. Rồi, đây, như các bạn đã thấy là gì? Ngày xưa anh em thợ đã sửa và đã hàn xì dưa le này, câu dây này, chạy một cái sợi dây điện như này. Rồi trước tiên thì mình sẽ sửa nguồn đã, còn chúng ta sẽ tính tiếp cái việc đó. Đây, xin nguồn đây, LNK 364 các bạn nhé, IC dán. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành sao mà cái này đen vậy trời. Rồi sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ kiểm tra những gì ở cái mạch này. Tạm thời mình bỏ cái bo điều khiển ra. Khi mà cái bo nguồn nó bị hư hỏng như này, nó bị cháy con chở cầu chì này, thì chúng ta sẽ việc đầu tiên là các bạn sẽ phải là chúng ta sẽ phải nhấc con IC ra ngoài đã. Bởi vì bản chất là nó bị cháy con này là do hư hỏng chạm chập IC. Dẫn đến là gì? Đáng là bình thường các mạch khác thiết kế là các bạn thấy là gì, nó có cái con cầu chì. Nhưng mà cái mạch Electrolux này các bạn không nhìn thấy cầu chì đâu cả. Ngay từ nguồn vào đây các bạn thấy là không có cầu chì đâu hết. Con chở này nó có tác dụng như một cái cầu chì các bạn nhé. Khi mà IC nguồn sẽ chạm chập thì nó sẽ cháy con chở này. Đấy. Thay vì nổ cầu chì. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ phải nhấc con IC này ra ngoài đã. Nhấc ra khỏi mạch điện đã. Thứ hai là các bạn là thay con chở cháy đi. 47 ohm, 2W. Rồi, sau đó các bạn sẽ tiến hành đo một số cái vị trí đấy. Quan trọng. Chúng ta sẽ tiến hành đo để kiểm tra xem chạm chập nó có chạm chập gì không, rồi chúng ta mới được phép đóng cái IC nguồn mới vào các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta không cần đo gì nhiều cả. Khi mà nhấc IC ra ngoài rồi, chúng ta sửa nguồn tương tự như các loại mạch nguồn khác thôi. Thì chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo ở gì? Chân tụ đầu nguồn chính này. Đo và đảo chiều quay đo ở các cái gì? Các nguồn đầu ra. Thế thôi. Đây, mình sẽ đo cho các bạn xem. Chúng ta sẽ đo vào đảo chiều quay đo. Mạch Elec nó có lớp keo nên các bạn đo các bạn phải cạo cạo đi nhé. Đây, mình sẽ cạo đã. Mình sẽ cạo những cái chân mà vị trí chúng ta cần đo trước đã. Mạch Electrolux thì nó sẽ có cái lớp keo. Keo nhựa người ta phủ ở đây. Chính vì thế khi mà các bạn muốn đo đếm thì các bạn phải cạo cạo cái chân cho nó sát chân đi, nó xước ra đi.
chúng ta nó mới tiếp xúc quay đo các bạn nhé. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ đo tụ lực nguồn chính cho mình. Các bạn sẽ đo thang x1 thôi. Đây, đồng hồ mình dùng thang đo x1. Các bạn để ý đồng hồ, chúng ta đo vào đảo chiều quay đo. Rồi, chúng ta thấy là không lên gì. Đối với tụ lực nguồn chính ấy, thì các bạn nhắc nhắc IC ra rồi ấy, thì các bạn đo cái chân tụ này, này thì các bạn sẽ thấy là gì, đo vào đảo chiều quay đo nó không lên gì là đúng. Bởi vì là gì, nó không có cái diode để chạy vòng ra giống như kiểu cái tụ nguồn gia thứ cấp. Nguồn gia thứ cấp các bạn đo vào đảo chiều quay đo ấy, thì cái dòng điện nó sẽ chạy qua con diode nắn qua cuộn dây của biến áp trở về chân mát của con tụ. Cho nên các bạn gì, đối với tụ lực nguồn chính các bạn đo sẽ không thấy là gì, cả hai chiều kim không lên là ok các bạn nhé. Này, cả hai chiều kim không lên. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đo cho mình, đo vào đảo chiều đo con diode nắn chính này không lên gì này. Đó, các bạn đo là thế gì, một chiều lên, một chiều không lên. Như vậy là tạm thời là tụ lực nguồn chính và diode là ok các bạn nhé. Các bạn đo thêm cho mình, đo vào đảo chiều quay đo hai con tụ lực nguồn đầu ra này, các bạn sẽ đo vào đảo chiều quay đo cho mình. Các bạn đo vào, nếu mà một chiều lên như này và một chiều không lên là ok, còn hai chiều lên thì các bạn phải kiểm tra chạm chập. Rồi, chúng ta sẽ đo tiếp con thứ hai, cũng một chiều lên và một chiều không lên, mà chiều lên một tí xíu này thôi, không phải là vấn đề các bạn nhé. Còn nếu nó bị chạm chập ấy, các bạn đo lên hai chiều kim lên nhiều, chứ nó lên một tí thôi thì chưa phải là vấn đề gì. Rồi, sau khi các bạn đo cho mình là gì, đo vào đảo chiều quay đo tụ lực nguồn chính này, diode này, đo vào đảo chiều quay đo ở hai cái tụ lực nguồn đầu ra, ở hai nguồn, ở hai cái nguồn của nó. Khi chúng ta đo một chiều lên một chiều không lên, chứng tỏ là gì, cái diode và tụ lọc tốt các bạn nhé, diode của cái nguồn đó tốt. Đấy, chúng ta đo vào đảo chiều quay đo thì một chiều lên một chiều không lên, chính là chúng ta vừa đo tụ vừa đo diode luôn. Rồi, sau khi chúng ta đo được như vậy rồi mà nó không có vấn đề gì cả, đều là một chiều lên một chiều không lên, thì chúng ta tiến hành lắp IC mới vào và sẽ cấp nguồn thử, không lo nó bị nổ các bạn nhé. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành hàn IC nguồn vào, rồi mình sẽ cắm điện để thử đã. Rồi, sau khi mình đã thay thế IC nguồn vào như này rồi thì mình sẽ tiến hành cắm điện và đo thử nguồn đầu ra xem nó có ok không các bạn nhé. Thì mạch nguyên bản người ta sử dụng IC dán, nhưng mà mình không có IC dán, mình hàn IC chân cắm cũng được các bạn nhé, không sao, không vấn đề gì cả. Miễn là các bạn sử dụng IC chính hãng tốt một tí, chứ các bạn đừng sử dụng cái linh kiện mua hàng tàu thì nó hơi kém. Các bạn sử dụng IC của hãng Powerpoint sản xuất rất là chính hãng và cái chất lượng nó rất là ok thì các bạn yên tâm, dù là IC chân cắm hay là dán thì chúng ta đều có thể là hàn cho nhau được. Thì đối với IC chân cắm thì các bạn có thể hàn thay cho IC dán được, nhưng mà IC dán thì các bạn không hàn thay cho chân cắm được. Đó, đó là điều khác biệt các bạn nhé. Nếu mà phải IC chân cắm mà các bạn hàn cho IC dán thì ok, nhưng mà IC dán mà các bạn muốn hàn cho dạng IC chân cắm thì trong trường hợp bất đắc dĩ chúng ta vẫn có thể hàn được, chúng ta lật ngược con IC lại. Đó. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện vào và chúng ta sẽ đo thử nguồn đầu ra xem ok không. Khi sửa nguồn thì các bạn chưa cần phải kết nối bo hiển thị làm gì các bạn nhé. Sửa nguồn thì các bạn cứ nên sửa nguyên cái bo nguồn không thôi để đảm bảo an toàn. Chả lỡ chúng ta sửa chữa mà nó có vấn đề gì trục trặc thì nó sẽ dẫn đến là hư hỏng cái bo hiển thị. Rồi, sau đây thì mình sẽ tiến hành đo. Chúng ta sẽ đo nguồn 5V và 12V của nó xem nó có ổn định và ok không. Đầu tiên thì các bạn sẽ đo cho mình cái nguồn 5V trước. Các bạn sẽ đo ở một cái cặp tụ lực nguồn này thì các bạn sẽ cắm cắm nháy cho mình. Các bạn nhớ là chỉ cắm nháy nhá. Khi chúng ta sửa chữa khối nguồn thì chúng ta hết sức lưu ý, chúng ta lần thử đầu tiên chúng ta cứ nên cắm nháy một cái thôi. Đó, các bạn cắm nháy đó. Nguồn lên 5V ok. 12V. Ta sẽ cắm nháy lần nữa. Ok, rồi khi mà nguồn lên ok không vấn đề gì cả thì các bạn có thể cắm cố định luôn. 12V ok. Các bạn nhìn để ý đồng hồ này. Nếu mà chúng ta gì, chúng ta đo vào nhá. Mà nguồn nó lên 12V đứng yên, không dao động, không giật kim thì là ok các bạn nhá. Ta sẽ đo nguồn 5V. Đấy, các bạn thấy là gì?
của chúng ta lên đúng 5V, kim đứng im mà không dao động, bung lên bung xuống là ok các bạn nhé. Còn nếu mà nguồn lên không đủ hoặc là gì dao động thì khối nguồn của ta có vấn đề thì chúng ta phải tiếp tục sửa chữa. Và cho mình cũng đã có một cái video clip hướng dẫn các bạn sửa chữa cái bo nguồn của máy giặt Electrolux như này. Dân sửa nguồn chung thì nó chung với nhiều model, các bạn cứ áp dụng chung giống như video hướng dẫn mình đã chia sẻ cho các bạn ở trên kênh YouTube của mình rồi. Rồi sau đây thì mình sẽ tiến hành là gì, mình sẽ kết nối với cái bo hiển thị vào và thử xem là máy đã chạy được chưa và check xem là nó có cái lỗi gì không, có đúng có lỗi E68 giống như ông chủ nói không. Rồi mình rút điện rồi đã. Rồi sau khi đã kết nối vào như này rồi, mình sẽ tiến hành cắm điện để thử xem là máy có nguồn chưa. Nó sẽ xoay chương trình. Rồi ok, máy đã có nguồn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành test lỗi để xem là trong bộ nhớ nó đang ghi lỗi là lỗi gì. Thì các bạn lưu ý một điều trước khi test lỗi. Đối với máy giặt Electrolux thì khi các bạn vào chức năng test lỗi thì máy sẽ kiểm tra tất cả các thiết bị ngoài vi nó. Chính vì thế mà các bạn sẽ phải cắm cho mình đầy đủ tất cả các các thiết bị ngoại vi, bao gồm từ van cấp nước này, phao này, công tắc cửa này, bơm xả này, máy xo này, máy xo đun nước nóng này, cảm biến nhiệt độ nước nóng này. Đó. Thì các bạn phải cắm đầy đủ tất cả các thiết bị ngoại vi vào, nếu không thì nó sẽ vào chức năng test lỗi thì nó sẽ phát hiện ra là các bạn không cắm thiết bị nào, nó sẽ phát hiện ra thiết bị đó, bởi vì là nó sẽ chạy thử từng thiết bị một. Rồi sau đây mình sẽ vào chức năng test lỗi của nó. Nếu bạn nào mà chưa biết cách test lỗi thì chúng ta cũng sẽ tham khảo ở video clip này luôn. Thì để test lỗi đối với loại những cái loại model như này thì các bạn sẽ bấm nút, các bạn sẽ tắt máy đi, rồi các bạn sẽ gì bật lên nấc cốt tông đầu tiên bên tay phải này, rồi sau đó các bạn sẽ nhanh tay bấm gì bấm và giữ cái phím khởi động cũng như là cái phím liền kề trước nó. Đây sau này mình sẽ làm cho các bạn xem. Mình xoay lên cốt tông này, các bạn giữ đồng thời cái phím khởi động và phím liền kề trước nó. Bao giờ các bạn thấy cái đèn led nó chạy như này, đấy nó cứ chạy như này suốt. Đó, nó sẽ chạy lại vậy suốt. Vậy thì các bạn sẽ xoay cho mình lần lượt từng cái nút một. Ban đầu các bạn đang ở bên tay phải nút thương mức ở cái mức đầu tiên. Thì các bạn xoay cho mình cái chương trình đầu tiên này, chương trình thứ hai này. 2. Đó, các bạn cứ xoay chậm, xoay từng cái 3. Xong các bạn lại 4. Các bạn lại 5. Các bạn lại 6. Các bạn 7. 8 9 10 thì bắt đầu từ vị trí thứ 10 và vị trí thứ 11 các bạn sẽ để ý xem cái đèn này nó có chớp không, các bạn đếm phải đấy. Tại vì khi các bạn xoay chậm như vậy á thì cái mạch điện nó sẽ ra lệnh để gì? Kiểm tra từng cái thiết bị phụ tải của nó một. Thì các bạn cứ xoay chậm cách nhau khoảng tầm 2 đến 3 giây từng chương trình một, xoay đến về vị trí số 10 và vị trí số 11. Thì bắt đầu từ vị trí số 10 các bạn sẽ đếm vào đây xem là nó chớp lỗi hay không. Thì hiện tại thì mình đang thấy nó chớp lỗi này, mình sẽ đếm xem là lỗi gì. 1, 2, 3, 4, 4 đỏ, 1, 2, 3, 4 đỏ, 3 xanh, như vậy là E43 các bạn nhé. Các bạn đếm lại này, 4 đỏ, 1, các bạn đếm lại này, 1, 2, 3, 4, 4 đỏ, 1, 2, 3, 4 đỏ 3 xanh các bạn nhé. Lỗi 4 đỏ 3 xanh ấy là lỗi của cái gì? Của cái công tắc cửa này. Đấy, công tắc cửa này. Có lẽ nó bị kẹt đi thôi. Rồi. Thì để kiểm tra xem trong máy còn lỗi nào nữa không thì các bạn bấm cho mình cái nút phía trước, cái nút khởi động. Các bạn bấm cho mình để xem phía trước còn lỗi gì không. 2 à đó, 1 lỗi E23 các bạn nhé. Lỗi phía trước nó còn nhớ là lỗi gì. E23 là lỗi liên quan tới bơm xả này. Các bạn đếm lại này, 1 2 3 đấy, các bạn đếm đỏ, 1, 2, 2 đỏ, 2 đỏ 3 xanh các bạn nhé. 2 đỏ 3 xanh là lỗi gì? E23 là lỗi của bơm thoát nước.
chúng ta sẽ tiếp tục bấm xem phía trước nó còn lỗi gì nữa không. Rồi, quay nó quay về lỗi E43 các bạn này. Khi các bạn bấm nó nhảy quay về lỗi E43, như vậy là trong máy chỉ có hai lỗi thôi. Rồi, chúng ta bấm tiếp một cái nữa xem có gì nữa không. Rồi, như vậy là gì? Các bạn bấm lúc này thì nó lặp lại hai cái lỗi đó. Như vậy trong máy này chỉ có nhớ có hai lỗi là E43 và E23 thôi. Thực ra là khi mà các bạn bấm cái nút này, mà cái nút này nó giống như cái nút quay về phía trước ấy, nút này quay về phía sau ấy, nó đọc cái bộ lỗi trong máy của bạn nếu có mà nhiều lỗi thì nó sẽ gì? Bấm nút này nó nhảy về lỗi phía trước, và bấm cái nút này nó lùi về phía sau, giống như kiểu là chúng ta lùi và nếch bài hát ấy. Đó. Rồi các bạn lên nấc số 11 này. Đấy, lên nấc số 11 thì các bạn thấy nó lại chạy 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 này. Như vậy là cái máy này thì chúng ta phải để nấc thứ 10 các bạn nhé. Thì tùy vào đời máy thì ta sẽ ở nấc thứ 10 hoặc là nấc thứ 11. Nó sẽ đọc cái mã lỗi trong mà nhớ. Đấy, mình đã xoay về 10 các bạn xem này. Đó. Rồi ok. Như vậy là hiện tại thì các bạn thấy là gì? Nó chỉ có lỗi hiện tại thì nó chỉ có lỗi 43 thôi. Rồi, hiện tại nó chỉ có lỗi 43 và lỗi 23 thôi. Thì sau đây mình sẽ tiến hành xóa lỗi đi này. Để xóa lỗi đi. Để xóa lỗi nhớ trong bộ nhớ thì các bạn thấy là khi nó đang nháy lỗi như này, thì khi mà nó đang, chúng ta đang vào chế độ check lỗi mà nó đang nháy như này, chúng ta xóa, chúng ta giữ đồng thời hai cái phím này. Rồi, các bạn giữ cho đến bao giờ các bạn thấy là gì? Cái đèn này tắt đi, nó không còn nháy nữa. Thì tức là chúng ta đã xóa về E00 đấy. Nhưng mà để thực hiện là nhớ thao tác nhớ lỗi này thì các bạn phải xoay chương trình cho mình về nấc tắt. Rồi, các bạn xoay về nấc tắt cho mình. Rồi các bạn là gì? Xoay sang nút chương trình đầu tiên một cái. Rồi các bạn thấy ba cái đèn này nó cùng sáng lên thì các bạn là gì? Về nấc tắt cho mình. Rồi, thì sau đấy các bạn là gì? Về nấc đầu tiên. Rồi, thì như vậy là gì? Như vậy là các bạn vừa thực hiện chức năng thao tác này, nhớ lại cái thao tác xóa lỗi vừa rồi. Nếu các bạn không làm đúng như vậy, nó sẽ không bao giờ nhớ là các bạn vừa thực hiện xóa lỗi. Mặc dù các bạn đã giữ hai phím này cho nó xóa về 00 rồi, nhưng các bạn không thực hiện thao tác nhớ vừa rồi thì nó cũng sẽ không lưu nhớ được. Cho nên sau khi ấn hai nút xóa lỗi này thì các bạn phải gì? Phải xoay cái này về nấc tắt, rồi các bạn xoay sang chương trình đầu tiên. Rồi các bạn lại xoay về tắt, rồi lại bật giả nút đầu tiên. Rồi, ok, như vậy là máy đã không còn lỗi nữa rồi.